Code template là cách sử dụng code template là cách sử dụng và điều chỉnh code template của bạn trên Eclipse để hiển thị ra theo cách bạn muốn. Để làm được việc đấy thì các bạn vào Windows chọn Preference và các bạn gõ Formatter ở đây. Thì lúc này các bạn sẽ thấy có Java, Code Style và Formatter, các bạn click vào đấy. Thì các bạn sẽ thấy là mặc định nó sẽ có là với Eclipse các bạn nó sẽ có là Eclipse Build-in đây. Và các bạn ở Edit thì với cái này nó sẽ không cho các bạn edit mà các bạn có thể thêm tên vào đây. Thì giống như mình thì sau khi mình đã chỉnh sửa thì nó sẽ có một cái bản Formatter Profile mới. Thì ở trong này các bạn có thể có các dấu lùi dòng này, ví dụ như là dấu tab với bốn kích thước là bốn cái dấu space này, các cái đóng mở ngoặc này, rồi có white space này, có blank line thì như thế nào này, blank line khi nào chẳng hạn, giữa những cái khai báo class chẳng hạn, hay là giữa các lệnh sau khi mà có các lệnh import chẳng hạn thì có blank line chẳng hạn, một dòng hay hai dòng chẳng hạn, hay là before package declaration, tức là trước khi mà có cái package này nó có cái dòng trống nó không thì nó đang điền là không, đấy là một ví dụ. Hay là ví dụ như new, với ví dụ cái line wrapping chẳng hạn là cái chúng ta hay sử dụng nhất. Thì ví dụ mặc định của nó là 120 thì các bạn có thể chỉnh sửa theo cái độ rộng màn hình của các bạn, ví dụ các bạn để 80 chẳng hạn, hay các bạn để là 120 chẳng hạn, thì đấy là tùy các bạn. Nhà mình để 100. Những cái code template này thì nó sẽ cần phải các bạn được define ngay trước khi các bạn bắt đầu project, bởi vì nếu không thì mỗi lần mà các bạn đi theo một format template mới thì nó code nó sẽ bị dịch ngay lập tức. Thì đấy là chính là cái cách mà chúng ta có thể thay đổi được cái code template của trên Eclipse để có thể phù hợp với các project khác nhau.